Bây giờ thì trời cũng đang mưa anh chị. Tụi em cũng mặc áo mưa đặng mình chùm mình cũng qua đi phụ nấu đồ ăn với Trang. Ai chui sau lưng vậy? Em. Trời đi. Mưa. Ở trên đây thì có làm một cái con suối chảy róc rách nè anh chị ha. À, có cái đường dẫn nước xuống nè. Rất là mát mẻ. Ở đây là giờ là không có mát mẻ nên chị mà mắt lạnh luôn. Ở bên kia hai đứa cháu giờ nó ở bên cái liều màu vàng. Ôi. Cục chèo với chị vợ ở bên cái liều màu đỏ ở đây nè anh chị. Ra tới đây giờ mắc mưa rồi. Đi bản không? Có bản không? Nó là hồi sáng. Hả? Không đi hả? Sao sáng ngủ được không? Liều đẹp quá ha, ở nhân nó ngồi đó tươi em. Thôi là hồi sáng họ đi chơi không có mắc mưa, có mắc mưa lúc mà bạn về thôi à. Ừ. Còn mắc mưa cái nữa hết đi. Các con đường đi á là toàn á là hoa hồng đấy ha. À, rất là đẹp. Còn chó rồi, chó nó lên trên nè không? Con chó lên trên hả chứ? Con chó hả? Hồi nãy như thấy con chó lên trên. Dạ. Đây. Quen nha con nha. Đốt này làm gì anh Nghĩa? Đốt nướng hả? Nướng cá hả? Ừ. À ngon ha. Củi cà phê mà. Dạ củi cà phê. Củi cà phê luôn ha anh. Ờ củi cà phê. Không cần hang luôn ha. Không cần đốt hang luôn. Còn cái này ba cái thông nè. Dạ nó thông. Đủ thông. Để chứ cây thông này là nhóm trái dữ lắm luôn á. Thông mà, thông nó có dầu mà. Đúng rồi, nó có dầu. Để vô coi chị Tám rồi làm gì đây. Nghe như con, nghe anh như con. Đó thông hết rồi. Nghe mùi rồi ha. Có mùi, có mùi lá giang rồi phải không? Đây cái này này hả? Đấy ok, thấy không? Chưa. Chưa, bánh canh. Sao, có mùi lá giang chưa? Chưa. À, bây giờ mới thì có hớp à. Ra đây giờ nấu lẩu ăn. Phi hành. Lấy ha. Lạc chưa Trang? Lạc xong hết rồi giờ để. Để hả? Nay sao thức sớm gì trời? À, đang ngủ nghe, nghe con mưa mưa, sợ đi gió này đi chạy ra nó nắng đâu. Ra đây thì giờ có dàn bếp ở đây thì mình cũng nấu ăn đồ cũng thoải mái anh chị. Rộng rãi ha. Cũng thoải mái, nấu ăn thì nó cũng tiện. À, có máy pha cà phê uống nữa nè. Giờ chị Tám làm hết rồi, em đâu cần làm gì đâu. Ừ, thôi, chị để ngồi. Mình chị Tám làm đi, mình ăn thôi, thưởng thức được coi. Ơi, giờ mưa này, hồi sao chạy ra lấy bánh kem. Thôi, mặc áo mưa đi chứ sao. Đâu có, bây giờ tại vì sinh nhật của anh yêu cho nên nó là cỡ nào chị Tám cũng phải tranh thủ để chị Tám lấy ra lấy cái bánh kem về cho anh yêu hả chị Tám. Đúng rồi, đúng rồi. Không là cái bà bánh bánh nó cũng chửi. Ủa đặt rồi, có đặt cọc tiền mà. Chưa có đặt cọc, bà kêu thôi có số điện thoại được rồi. Bà không có lấy tiền đặt cọc luôn. Trời ơi, vậy cũng tin dữ à ha. Hay, bây giờ thì ở homestay vườn hồng chuẩn bị bốn con cá nướng đây. Ồ, cá này là tối nay là nhập tiệc nha. Cá này cá điêu hồng nè anh chị, còn cái kia là con cá phi. Này là kêu bằng là nướng nướng mọi. Dẫn đi chưa? Còn đây là có cái bánh sinh nhật của anh Tám nữa nè ha. Bữa nay là sinh nhật của anh Tám rồi. Thôi được rồi, khui ra làm chi, để hồi khui ra. Hồi chủ nhân người ta khui ra mình khui làm chi. Chưa sinh nhật nha, mới có 34 tuổi. 34 tuổi anh Tám. 34 tuổi anh Tám. 34 tuổi à. À, mình ra đây thì chủ yếu là mình cũng nghỉ dưỡng thôi anh chị. Ăn uống mình cũng vui chơi với gia đình là vui rồi.
Bây giờ là sắp mưa rồi. Đây là khung cảnh của homestay Vườn Hồng buổi chiều ha, mới vừa mưa xong. Rất là mát mẻ. Còn dãy luôn nữa hả? Bây giờ có bịch khoai lang để sẵn ở dưới đây. Một bên nó thì mình nướng cá, rồi một bên nó thì mình sẽ nướng khoai lang luôn. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Nó thơm thơm ha anh hả anh nha. Thơm 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 thơm. Đó. Chán rồi đúng không? Củ minh chán với mắm nêm. Ok. Đã ha, đã ha. Ở đây là hôm xây là có ở dưới ao nuôi cá rồi cái là đem bắt lên làm luôn. Hấp dẫn, hấp dẫn quá. Chín tới ăn rồi. Không, với lại cá này cũng lẹ chín. Thôi ra. Cá chưa chín, cá mới lên mà chín gì. Đó, rồi bây giờ là có bọc khoai lang. Khoai lang nướng. Khoai lang nướng, đây, đây là món tủ của Đà Lạt. Khoai lang nướng. Trời đất ơi, cái gì vậy Lo? Tới công chuyện. Tối nay là thằng Thắng tới công chuyện với con Lon rồi đó. Nhậu đi, thôi nhậu hết nha. Nhậu hết luôn. Nhậu hết luôn. Khoai đi, để khoai khét nha. À, ra đây thì bây giờ là có cá nè, nướng nè, rồi khoai lang nướng nè, rồi bà chị qua nấu thêm lẩu gà lá giang nữa. Trời ơi thôi. Làm sinh nhật cho cô Keo. Chú anh chị nha. Cái món khoai lang nướng này là Đà Lạt là rất là hot anh chị. Ở ngoài chợ Đà Lạt là người ta bán rất là nhiều. Cá nó chín rồi, cá nó chín rồi. Để cho ráo thôi. Rất là hấp dẫn. Hôm nay là sinh nhật của Cột Chèo đây anh chị. Cột Chèo hôm nay là 34 tuổi. Ủa ý lộn, 43 tuổi. Đâu vô trong đó vậy? Kiếm chỗ nào trống trống á. Kiếm chỗ nào trống trống mình cắm vô. Ừ đúng rồi. Nghe đây đi, nghe đây đi. Nghe đây đi. Nghe đó đi ha Thu ha. Chứ giờ sao giờ? Chứ mà còn đây thì nó che mất tiêu rồi. 26 tây tháng 9 Happy birthday to you. Chồng yêu, quỷ sứ à, chồng yêu nữa. Bây giờ mình có chuẩn bị là đây là món cá nướng ha. Còn đây là lẩu gà. Lẩu gà lá giang. Còn đây là hồi nãy đọt gì? Đọt su. Thơm phức. Trời coi cái bánh kem coi thiết kế rồi gắn cậy đâu Trang. Đưa cái hộp lên anh, đưa cái hộp. Đưa cái hộp lên, cao lên. Cái hộp cao lên mới được chứ. Quá đã luôn. Trời ơi, nhân được tổ chức sinh nhật rồi. Ôi thiệt mình ganh tị quá trời, ganh tị luôn á. Hả? Xây cái view qua, xây đi rồi đứng hay quay qua bên đây là quay bánh rồi. Đưa view ra hồ hả? Rồi để hồ quay view ra hồ luôn ha. Hôm nay là tổ chức sinh nhật của Nhân Nguyễn ở homestay Vườn Hồng. Ở đây là xã đâu coi xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương.
của tỉnh Lâm Đồng. À, hôm nay là làm sinh nhật quá trời lớn luôn. Một mâm luôn. Che mất tiêu của số 43. Rồi, vậy đi. Rồi, bật đèn cây lên. Rồi, bây giờ coi tuyên bố lý do gì đi chị Tám mình ơi. Hôm nay sao chị Tám? Hôm nay là sinh nhật của chồng. Chúc anh là sinh nhật. À. À, rồi, chàng hóa tay. Hôm nay là sinh nhật ở đây là tổ chức ở homestay Vườn Hồng. Được cái view quá trời đẹp luôn ha. Thôi thì hai vợ chồng với gia đình hạnh phúc nha. Rồi ok, đốt đèn cây. Rồi đốt đèn cây đi. Rồi chưa. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Guys. Sinh nhật vui vẻ. Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ nè, luôn hạnh phúc bên chị của em nha. Hôm nay thì tình cờ là đến sinh nhật của Nhân. Rồi cái tụi em cũng có được chuyến đi Đà Lạt anh chị. Hôm nay thì tụi em đang tổ chức sinh nhật cho Nhân ở homestay Dương Hồng 3 ở huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng ha. Thì nói về homestay Dương Hồng ở đây là quán cà phê Dương Hồng 2 ở đường Hùng Vương ở Bến Tre mình đó anh chị. Là cũng là địa điểm đây ha. Anh chị nào ở Bến Tre thì có thể là mình cũng đến homestay ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để mình đến vui chơi đây ha. Buổi tối thì view rất là đẹp nè anh chị, đèn đuốc nè ha. Đây thì cũng có cái hồ đây để mình câu cá. Buổi tối rất là đẹp. Đây có một cái nhà nè. Đẹp ghê chưa. Buổi tối lên đèn cái là view đẹp liền. Bây giờ thì tụi em cũng mời cả nhà cùng nhập tiệc sinh nhật của Nhân Nguyễn nha. Nhân Nguyễn này là cục kèo thứ 8 của em đó anh chị. Rồi mời cả nhà. Trời ơi, nay là không sai không không sai không về ha. Không sai không ngủ hả? Không sai là không ngủ luôn. Sai mới ngủ chứ. Cái này nghi chắc hồi chắc say mồi quá. Ủa uống vậy đúng không? Hay uống sao? Xong, này chắc say mồi quá. Quá trời mồi màng luôn. Quá trời mồi màng luôn. Hai vợ chồng em uống một lon rồi. Trời ơi. Hai chồng uống ít thôi, uống chi nhiều quá không? Uống thùng thôi hả? Này là những món này là ở nhà tự làm không hả anh chị? Dạ, cái món cá nướng ở đây á, là của anh Nguyễn ở homestay làm. Còn món gà nấu lá giang là của chị Tám. Chị Tám làm sinh nhật cho anh Tám. Chị Tám làm sinh nhật cho anh Tám. Bữa nay là mình được đi ăn ké sinh nhật. Ở đây là hôm nay là buổi tiệc này là anh Tám với chị Tám tài trợ hết đúng không ha Thắng ha. Hey, hey, vỗ tay chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Hồi nãy giờ không biết uống nhưng mà hôm nay uống đặng tấu ngủ cho nó ngon. Ngon ha. Cái này phải có vụ ha. Uống rượu để con chen em nếm rồi em không có muốn gì. Em thì em cũng ghi hình tí xíu để cho buổi tiệc được trọn vẹn hơn tí xíu rồi bắt đầu em cũng sẽ tạm ngưng video em ăn tí xíu anh chị. Anh ăn đi em quay cho em chưa. Rồi ok em quay ha.